Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành. Nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành sinh vào ngày 24 tháng 4 năm 1951 tại Hà Nội là một nghệ sĩ nhân dân và là nghệ sĩ violon người Việt Nam. Ông từng là cựu giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông là một trong số ít những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu giáo sư, tiến sĩ và nghệ sĩ nhân dân với lĩnh vực âm nhạc cổ điển, đặc biệt là trong violon cùng với nghệ sĩ Tạ Bôn. 23 tuổi, đoạt bằng khen vòng 2 cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Liên Xô về biểu diễn đàn violon. 45 tuổi, được phong hàm phó giáo sư. 52 tuổi, được phong hàm giáo sư. Và khi 61 tuổi, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Vốn quê ở làng Bần, nay là phường Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, một làng quê với cái tên thoạt nghe đã thấy nghèo, vậy mà được cả nước biết đến bởi món tương bẩn nức tiếng. Tuổi nhỏ của cậu bé Thành êm đềm trên phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. Cha của ông, chủ hiệu nhuộm vải Tân Tân, nghề nhuộm vải thời đó rất thịnh nên gia đình có hẳn một xưởng nhuộm. Tôi lau táo sen ngang. Em nhớ dạo anh được giải thưởng, báo chí hồi đó nói anh đi từ ngôi nhà ngoài bãi sông Hồng sang thẳng Liên Xô dự thi. Giáo sư Ngô Văn Thành đã gật đầu xác nhận. Năm 1968, ông cụ nhà mình đã đưa cả nhà ra ngoài bãi ven sông Hồng, khu vực phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng bấy giờ ở cho thoáng. Sinh ra trong một gia đình có 6 người con, nhưng cậu bé Thành có một người cha mê âm nhạc truyền thống. Nhưng lúc thư thái là ông chủ xưởng nhuộm lại đưa các con đi rạp hát thưởng thức cùng mình. Hẳn ông cụ đã có ý hướng cho những người con của mình về một sự nghiệp nghệ thuật sau này. Lên 7 tuổi, Ngô Văn Thành đã được cha cho theo học đàn tranh trong trường âm nhạc Việt Nam. Nhưng ông lại thích violon. Chiều ý thích của con, cha lại gửi vào lớp violon của thầy Chu Bảo Khẩu trên phố Châm Cầm, rồi Ngô Văn Thành đã đỗ vào hệ trung cấp violon của trường. Ông đã theo học thầy Phan Minh, thầy Nguyễn Đình Quỳ, toàn những người thầy giỏi của thời đó. Ngô Văn Thành đã học liên tiếp đại học, giáo sư, nghệ sĩ ưu tú Bích Ngọc, phu quân của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang đã nhận thấy cậu sinh viên trẻ này rất có triển vọng nên đã trực tiếp đào tạo. Những bài học dưới sự hướng dẫn của thầy Bích Ngọc đã chắp cánh và gieo hy vọng phát triển biểu diễn đàn violon của chàng sinh viên trẻ. Những ngày sang Liên Xô chuẩn bị cho cuộc thi, Ngô Văn Thành còn được giáo sư, nghệ sĩ Công Huân Liên Xô Bensoni trực tiếp huấn luyện. Quả là công sức của những người thầy đã không hề uổng phí. Ngô Văn Thành cùng với tôn nữ Nguyệt Minh đã giành bằng khen vòng 2 xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Những ngày đó vào tháng 6, tin tức đã đưa tin làm náo nức người Việt Nam. Chúng ta đâu chỉ giỏi chiến đấu mà còn giỏi ở những lĩnh vực nghệ thuật đỉnh cao nữa. Nó đã khích lệ niềm tin của nhiều nghệ sĩ Việt Nam phát triển tài năng âm nhạc vươn lên tầm quốc tế. Giáo sư Thành cho biết, cuộc thi vừa kết thúc thì ông giám đốc nhạc viện Tchaikovsky đã đưa ra một gợi ý, đó là giữ Ngô Văn Thành và tôn nữ Nguyệt Minh ở lại để vào học ở nhạc viện âm nhạc nổi tiếng thế giới này. Thế là giáo sư Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã liền trao đổi với giáo sư Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Đại học để đi đến thống nhất đồng ý cho hai thí sinh được ở lại Liên Xô và theo học như lời gợi ý của bạn. Thực ra lúc đó, nghệ sĩ tôn nữ Nguyệt Minh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành piano ở trong nước và Ngô Văn Thành cũng đã học đại học xong năm thứ tư. Nhưng nhận thấy việc học ở một ngôi trường danh giá và có nhiều thầy giỏi nên cả hai đã đều chấp nhận và học lại đại học từ đầu. Giáo sư Ngô Văn Thành cười: "Chúng tôi rất biết ơn các vị bộ trưởng lúc đó bởi các vị có tầm nhìn xa để có những chiến lược đào tạo lâu dài." Năm 1982, tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky, Ngô Văn Thành đã trở về trường âm nhạc Việt Nam, lúc này được gọi là Nhạc viện Hà Nội.
8 năm học ở Liên Xô bắt đầu từ một việc không có trong kế hoạch đã cho Ngô Văn Thành nhiều niềm vui. Đầu tiên là tấm bằng nghiên cứu sinh biểu diễn violon, và thứ hai là sau 14 năm với những tích lũy về kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy, ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài Sự hình thành và phát triển nghệ thuật violon Việt Nam. Giáo sư Thành đã tâm sự: "Tôi muốn đem kiến thức học được để góp phần đào tạo nên những tài năng trẻ cho đất nước. Nghề làm thầy đã cho Ngô Văn Thành những bước tiến đáng trân trọng. Ông từ giảng viên lên phó chủ nhiệm khoa, rồi lên chủ nhiệm khoa, từ phó giám đốc lên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tôi lại láu táu xen ngang, nghề làm thầy chắc là tự nhiên mà thành." Giáo sư Ngô Văn Thành đã lắc đầu rồi ông cười cho biết: "Từ truyền thống gia đình đấy chứ." Thấy ngạc nhiên, ông giải thích: "Sau năm 1954, xưởng nhuộm của gia đình đã được hợp tác xã nên cha của ông đã quyết định bỏ nghề thợ để chuyển sang nghề thầy. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cha của ông đã vào làng lụa La Khuê trong Hà Đông để truyền dạy nghề nhuộm tơ tằm cho bà con." "Có thế chứ, đúng là một gia đình có truyền thống làm thầy, tôi đã hiểu ra nhưng vẫn cố lau tao thêm." "Thầy giỏi ắt sẽ có trò giỏi, anh nghĩ gì về việc dạy học hiện nay?" Giáo sư Thành trả lời luôn: "Phải bắt đầu từ giáo dục, ở đây không có nghĩa giáo dục là chỉ dạy chữ hay trang bị kiến thức, mà là phải dạy về nhân bản, cái đức chính là nền tảng của giáo dục." We'll be right back.